em đã quay lại với channel của mình. Con thiếu dấu nghề tập 72 liền phun bộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Kỳ lão già, sao ông lại bắt tôi làm nhiều chuyện ác độc như vậy chứ? Bây giờ cuối cùng tôi đã được sống cuộc sống yên bình thường rồi. Tôi không muốn cứ như vậy để rồi mày đồng hóa được tất cả virus. Hôm nay nữa tao nhận thua. Mày chắc chuyện tao từng làm cũng không khác gì mày. Hơn nữa tao cũng đã đồng ý với nhiều người không giết mày. Đến một trận cho bỏ tức thôi. Đủ rồi. Cái tên này được đấy. Tao đi đây. Chắc là không gặp lại đâu. Vĩnh biệt Trần Hạo Thiên. Hả? Chuyện gì vậy? Đây. Ngại quá. Tất cả vừa nãy xem như không thấy gì nhé. Tên này cũng là một người phi vũ mụn. Bà Liên Phong Bộ này phòng bộ tài nhé. Trần Hậu Thiên. Lâu vũ mạng. Cảm ơn anh đã tới cứu tụi. Cảm ơn. Sư huynh, sao lại tới đây? Sư phụ coi sắp sớp không rộng rồi. Ta tới hít lại xử lý nhanh hơn chút. Vậy chúng ta đi tìm Phi Mặc đi. Con đó thì có lẽ xử nhanh hơn. Xử lý xong rồi. Không biết tại sao tôi cứ cảm giác hai ta sẽ còn gặp lại. Chẳng hạn nhiên anh giải thích rõ chuyện này rốt cuộc là sao. Phi Mặc, tiểu tỷ, đều bắn công ta tiền. Tỷ lại làm ra cái chuyện khiến cho môn phái sụp đổ. Nói cho đệ biết hôm nay, hôm đó, sau khi hôn mê, đã có chuyện gì? Sau khi tỷ bàn bỏ với thường cho đệ, thì quay về muốn cướp làm vũ trên người của sư phụ. Kết quả, sư tỷ, Phi Mặc, Long Vũ đã thu phồi. Sư phụ sắp không được rồi, chúng ta phải lập tức về ngay. Đừng có phí lời với phản đồ. Đi thôi. Phi Mặc. Phải cẩn thận. Đại sư huynh. Đại sư huynh vất vả rồi. Chắc chắn là không cần tới bệnh viện đâu chứ. Không sao, chú vết thương nhỏ thôi. Vậy thì được rồi, bây giờ nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì. Trước mắt có thể nói, tôi trước kia quả thực là đã làm không ít chuyện. Chắc không phải là kiểu sát thủ bình vườn đã chứ. Anh nghĩ bản thân là năm chín tiểu thuyết hàm bà á. Vậy có thì kiểu gì, nữ tông tại bá đạo tôi trẻ sao? Chuyện trước kia không nói rõ được. Tóm lại thì phiền phức lần này tới từ việc làm hồi trước của tôi. Hơn nữa sau này mấy cái chuyện này cũng không thể đảm bảo là không xảy ra được. Vậy tôi phải suy nghĩ xem có còn khai trừ anh không. Tôi không thể để cho công ty gặp phiền phức được. Yên tâm đi, nếu tôi xử tới mức đó thì tôi sẽ tự trốn. Anh dám? Có phải cô muốn khai trừ tôi sao? Để rồi, chắc là chưa tới mức đó mà. Cô yên tâm trước đi. Cô kết giả tình thật á. Muốn nghe lời thật làm sao? Nói đi. Hôm nay mệt rồi, mai nói. Vậy tôi đưa cô về. Không còn. Có chuyện tôi sẽ gọi cho anh. Thật sự không đưa à? Công sự cô ấy là bị người ta bắt hay sao? Ý? Vì cái đợt. Hả? Vãi lừa anh chưa chết á? Đây là ý thức thế của tôi. Chỉ anh mới có thể nhìn thấy được thôi. Là vì tôi hấp thu những virus kia, trong đó bao gồm cái ý thức của anh. Anh đúng là thiên tài đó. Vốn tôi muốn dùng chiêu này để lấy ăn cắp ý thức của anh rồi tự sát báo thù. Nhưng không ngờ anh lại hết trước. Một cú ra khỏi não của tôi. Nếu không tôi chỉ vào đó xử anh lần nữa. Làm gì mà hốt vậy? Tôi bây giờ thay đổi chú ý rồi. Chỉ muốn cầu anh giúp tôi một việc cuối thôi. Giúp cái gì chứ?
Dựa vào những chuyện mà anh làm trên đó với tôi, tôi phải trả lại cho tôi công đạo chứ. Cái đợt vậy tôi để anh đánh không 5 phút sao ạ? Trần Hạo Thiền, việc này đối với anh cũng là chuyện tốt. Liên quan đối thủ của anh Phi Vũ Mùng, anh đã đọc được bao nhiêu thứ từ trong não tôi rồi? Trên các bản thì là đọc được. Tôi bây giờ hiểu tất cả về anh, cho nên biết chúng ta cùng một chuyện tuyến. Chuyện tuyến gì? Kẻ thù của anh là Phi Vũ Mùng, người giết tôi là đại sư huynh của Phi Vũ Mùng. Anh muốn cờ tôi giúp anh báo thù? Không sai, tôi muốn anh giết làm lôi âm, cứu Như Yên ra ngoài. Làm những việc này có lợi gì cho tôi? Bây giờ anh cần bạn không đánh lại Phi Vũ Mộn. Tôi có thể giúp anh giới thiệu một người, cô ấy có thể giúp anh nâng cao cảnh giới trong thời gian ngắn. Tạm thời đồng ý vậy. Ngày mai nói rõ hơn đi, tôi phải đi ngủ đây. Hả? Cái đợt ngày hôm sau. Ôi cái đợt, đây không phải là con xe lần trước trên đường vành đai sao? Vừa lùi đứa có đồng lùng tùng và xe của người khác. Ồ chị à, tới nơi nhất định là tiên thủ đùa xe. Đây là giấc mơ của em đó. Em muốn gặp anh ấy. Đi học được thì chị đi gặp trước. Chị tao quá yêu chị quá. Chính đồng. Tới đây. Vậy mới sáng sớm mà cho tao ngủ nướng tập chút chứ. Ý Trần Hạo Thiên, anh ta vẫn chưa bị giết chết. Ý cô là chị Nhã Lan. Đây là Nhã Lan á? Cô điều tra tôi. Vậy thì càng không thể để cậu tiếp tục sống rồi. Em gái cô bị Như Yên Phi Vũ Mồm bắt đi rồi. Có muốn vào nói chuyện chút không? Cậu nói cái gì? Tiểu Hổ đã chết rồi sao? Sao lại như vậy được chứ? Thực ra có một phần ý thức của anh ta đang ở chỗ tôi, cho nên tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ta. Tôi biết sẽ có ngày này mà, nhưng không ngờ lại nhanh tới như vậy. Rốt cô là có chuyện gì? Lô âm sự quỳnh kia của cô hình như có vấn đề. Cô cũng phát hiện rồi rồi à? Bây giờ là tôi dịch dùng, cũng là vì tránh cái sự truy sát của hắn. Xin lỗi chị, đưa tay em làm quá lớn. Đương nhiên cũng phải trách tới cái tên ngốc Trần Hạo Thiên này. Hả? Cậu mày ngốc đây. Cậu có thể công chức cơ thể của tôi. Cậu rời đi ngay cho tôi. Tao không đây. Là Tiêu Hổ sao? Đúng rồi. Cậu ta còn nói không ngừng ồn cho đi được. Chuyện quan trọng bây giờ là cứu Như Yên. Những ất oán khá thì cứ buồn xuống trước đã. Chị vừa vào bệnh hồ bàn vẫn nên bỏ đi. Lôi âm vung tay một cái thôi là diệt được. Vậy cậu nó phải làm sao? Có thể bỏ tiền thua tôi. Đừng có nghe anh ta lôi kéo. Tới này hàm hà rèm đó. Với trình độ hiện tại không đến lại lôi âm. Hơn nữa hôm qua em đã đạt được giao dịch về hắn rồi. Cái đờ mờ lại cướp cơ thể của ta. Vậy bây giờ chúng ta trên cùng một thuyền rồi. Trần Hạo Thiên, anh còn không tới công ty à? Tôi đợi anh giải thích đó. Biết rồi, tôi đi ngay. Cô Nhã Lan, sợ là chúng ta phải hoãn cái cuộc nói chuyện này rồi. Tôi đi cùng, trên đường có thể tường lộ. Em gái tôi còn đang trên tay của lôi âm, phải nắm bắt thời gian. Tôi nghĩ Như Yên tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng đâu. Lôi âm cần cô ấy. Tập 76. Ô, lời này là sao? Lôi âm sư huynh, có hai thiên nữ chân mệnh, nếu hắn có thể sống tù với hai người này, có thể nâng cao công lực của quỳnh ấy. Tôi hiểu rồi, mau lấy em gái cô. Vậy còn lại lại là tôi, cho nên tôi tính mai danh ơn tính, làm giả thân phận, thậm chí còn nhận nuôi em trai. Tôi nói sao anh lại gấp gáp như vậy, thì ra là sắp bị cấm sừng rồi á. Đúng rồi Trần Hạo Nhiên, có lẽ cậu có thể có được năng lực ngang hàng vì lời âm. Tôi xem tướng cho anh, xem chân mệnh thiên nữ của anh lại. Nếu như anh cũng có thể sống tù, vậy thì có khả năng vượt qua lời âm rồi.
À, sư phụ của tôi nói tôi là cô tinh nhập mệnh. Song tu sợ là không có duyên với tôi rồi. Xem ra sư phụ của cậu lừa cậu rồi. Nói như vậy là cô đã biết thiên mệnh nữ tử của tôi rồi. Không sai, cô ấy chính là cô gái cậu gần đây quen, hơn nữa là chân mệnh thiên tử của cậu. Có 5 người. Tòa nhà Vũ Mục. Trần Hạo Thiên, anh sao vậy? Suốt ngày cứ chơi trò mất tích vì hả? Cô ta lại, sao anh lại đem người vào đây? À được rồi, đừng có giận nữa, lát nữa chị giải thích với cô. Tôi không có gì đâu anh nói với anh cả. Chị có anh ta vào đó. Chị. Cô gái liên quan tới thứ anh muốn nói. Không sai. Nói lung tung cái gì vậy? Trần Hạo Thiên à, anh đang kể chuyện đấy à? Biết ngày cô không tin mà. Xem đây. Đây. Bây giờ đã đưa Như Yên về rồi, nhưng mà nhà làm vẫn chưa tìm được. Vì sư phụ nhất định và nhanh chóng tìm được. Phải cẩn thận lôi âm sư huynh. Vì mà để có chuyện gì sao? Hả? À không, để đi điều tra tung tích của nhà làng đi. Như Yên à, tại sao lại trốn đại sư huynh? Con trốn nhiều năm tới như vậy. Tôi biết là anh muốn làm gì tôi với chị tôi, nhưng tôi sẽ không để cho anh tội nguyện đâu. Tôi sắp tình thần rồi, còn mà có thật phản kháng được đâu. Anh không phải tình thần mà là thịnh má. Lôi âm tới phán đồ nhà ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tiền khốn nhà ngươi uống công cho chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, cấp môn. Các ngươi đều là bề đệ hết trên con đường của ta. Trở thành thần. Anh từng tưởng tượng bản thân có sức mạnh khống chế tất cả sao? Thế giới này không, cả vũ trụ này đâu mà cù khám phá. Đây chính là sức mạnh của một mình có thể thống trị sức mạnh của cả thế giới, nắm giữ trong tay cụ. Cảm giác đó chỉ còn cách gọi thần mới xứng thôi. Anh chính là tình dù sĩ. Nếu anh đã tự nhiên nói như vậy, thì sao anh không dám thừa nhận diệt môn phi vũ môn là anh làm? Anh nói bây giờ có một người lợi hại như tên này định gây loạn sao? Mục đích của hắn là gì? Thống trị thế giới tiền gái. Nói chính xác hơn là còn lợi hại hơn Trần Hậu Thiên bây giờ. Mục đích à? Hắn là người sáng nắng chiều mưa, nhưng chỉ là một đứa trẻ bị chiều hư vậy, làm gì cũng dựa vào hứng thú nhất thời. À, đúng là một cái tên phiền phức. Sao cái loại năng lực này đều trao cho mấy tên đầu óc ngơ của nít nhỉ? Hả? Ai đầu óc của nít hả? Trần Hậu Thiên, cậu có tự tin đánh bại hắn không? Cảm giác hắn là một trái bom hiện giờ, nói không chừng hôm nào đó hủy diệt cả thế giới cũng không chừng. À, cho tôi 10 đến 20 năm với tiền phú của tôi, tu luyện siêng năng chắc thì có thể đánh bại được hắn. 10, 20 năm. Cho nên chỉ có thể đi lôi tắt. Có cách có thể giúp tôi nâng cao cảnh giới trong chớp mắt. Cách gì chứ? Chân mệnh thiên tử cùng song tu. Hả? Trần Hạo Nhiên, anh đứng đắn một chút có được không? Là thật đó. Vậy để thế giới hủy diệt đi, hủy diệt đi. Vậy chân mệnh thiên nữ của anh lại, nghe nói là người tôi vừa quen gần đây. Lấy nào là mình? 5 người. Anh chờ hết em á. Có 5 người. Nếu như Trần Hạo Thiên có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh của 5 người này thì vẫn có thể đánh bại được Lôi Âm. Có nhà làng, cô biết mấy người này là ai sao? Đã tới bước này rồi, vậy tôi tính kỹ một chút nha. Hả? Cô muốn tính ở đây? Cậu qua đây, tôi cần cậu giúp. Hỉ?
Cô dùng cái tư thế gì vậy hả? Xong rồi à? Là ai vậy? Đầu tiên là Tùng Dùng Dùng. Phương thức sòng tù của cậu là cô ấy. Và cô ấy là ôm đối phương một phút. Ồ, cái này thì dễ. Thứ hai là Đình Đình. Phương thức là hẹn hò một lần. Quả nhiên có cả cô gái này. Thứ ba là Sợ Dài Dài. Phương thức là ngủ chung 3 ngày. Hả cái gì? Tao phải ngủ cái tin này á. Ê, được rồi, được rồi. Anh đâu có nói là phải làm cái gì đâu. Chỉ là nằm chung một giường thôi mà. Lồ mạnh. Thứ tư là Lâm Vũ Mục. 7 người 7. ABCIHZ với cô ấy luôn. Cái đệt. Anh nhìn tôi cái gì? Đừng có hông nhắm vào tôi. Chàng trạch lần trước cởi đồ, tôi lại đột nhiên nâng cao cảnh giới. Lần này thì hiểu rồi. Anh cởi đồ chỉ có túi. Nè, đừng có nghe anh tao nói láo. Cuối cùng là tôi. Hế? Còn đã không phải cô là chân mệnh thiên nữ của làm sao? Sao lại biến thành của tôi rồi? Có lẽ đây cũng là số mệnh của cậu và anh ta. Phương thức song tu của tôi là và anh và là hôn nhau 5 lần. Ối nó nhiều, làm liền cho nó nóng. Ê, hai người làm cái gì vậy? Ối. Bà chị à, tất cả đều là vì đánh bậy lùi âm. Đi. Còn lực đột phá rồi. Quá dễ dàng rồi đi. Kỳ quá gì vậy chứ? Chị. Hả? Xem ra mấy cái còn lại khó chơi rồi. Thế là không thể tin nổi. Sức mạnh cuồn cuộn vượt xa tưởng tượng. Đây chính là sòng tu sao? Nhà làng tiếp theo chính là cô đó. Ở đây sư huynh. Lối điện ban nãy là sao huynh? Đại sư huynh quá lợi hại rồi. Huynh chính là cấu tình của Phi Vũ Môn. Đại sư huynh điều tra có phát hiện rồi. Chúng ta đã tìm thấy hậu nhân của thiền trình cục chính cung rồi. Ồ, chúng đệ tới phòng của Hổ Cà tìm mạnh mối phát hiện họ vẫn luôn điều tra một người tên là Trần Hạo Thiền. Trong máy tính còn có một video nói rằng Trần Hạo Thiền chính là người thật kế thừa của Thiền Chính Cung. Ồ, Thiền Chính Cung con có truyền nhân à? Con tưởng mấy năm trước lão già bị ta đánh chết đã là tên cuối cùng rồi chứ. Cả đệ đi bắt hắn về cho ta, phải bắt sống. Ta rất hứng thú với cửu thiền vụ chấn quyết của hắn. Các người vẫn chưa phát hiện sao? Mục đích thực sự của lôi âm là Như Yên, cô vẫn chưa từ bỏ sao? Vậy ta nói rõ luôn. Các người nghe đi. Năm đó người diệt Phi Vũ Mộ chính là ta. Đại sư huynh, huynh nói cái gì vậy? Sao có thể chứ? Không phải tất cả đều là do đám nữ Như Yên Nhã Lăng làm sao? Giúp ta đưa người của thiền chính cùng tới đây đi. Trần Học thì khốn. Ngươi vừa nói cái gì vậy? Ta không muốn nghe. Thấy cái câu trả lời sai đâu. Nguyên vì đại sư huynh cống hiến, nghiêng vì đại sư huynh cống hiến. Nhìn đi, trước sức mạnh tuyệt đối, chân tướng không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ ta chính là chân lý của thế gian này. Trần Hạo Thiền, bây giờ anh có kế hoạch gì chúng ta phải nhìn lên? Vừa nãy hai người kia khá là khó xử lý nhất. Tôi đi tìm hai người kia trước. Chú Trần à, sao vậy? Hôm nay rảnh không?
Anh đi đón em tăng ca. Hôm nay tâm trạng của em không tốt lắm, hay là lần sau đi. Anh ở bên dưới rồi, có một số cậu muốn nói, em xuống đi. Có đợi em không đấy, hay là đợi tôi? Hồi anh Yến là phiền phức mà mau cút ra đi. Không phải là tôi đang buồn, muốn giúp cậu thì sao chứ? Hai người để có ông nữa. Bây giờ thời gian liệu với lôi âm kéo dài càng lâu sẽ càng nguy hiểm cho nhiều dân. Tôi đợi ở gần đây, ôm một phút là được rồi, tập chiến tập thắng đi. Cái đợt mấy người đúng là hào tâm thật đấy. Chú Trần, Vinh Vinh, chú Trần, em muốn cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Vậy sao? Câu này bạn trai em nghe đứa ti không hay lắm đâu. Chúng em chia tay rồi. Vinh Vinh à, em là một cô gái tốt, chỉ là anh không cần nổi đâu. Em biết tất cả, biết anh có rất nhiều bí mật, còn em chỉ là một người thường. Yên tâm đi, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu. Xin lỗi. Vòng tay trước Trần ấm áp quá. Trước Trần cảm ơn anh tất cả những gì anh đã làm cho em. Đợi anh về thì giải thích cho em. Cảm giác anh lại tăng cao tên cảnh giới rồi đó, rất là thuận lợi. Cảm giác không làm mà vẫn có ăn tới này vẫn rất là kỳ diệu. Đấy mới là bắt đầu thôi. Đi thôi, người tiếp theo. Chú Trần, sao vậy? Vội vã tìm em như vậy, em muốn xóa nợ cho hai chúng ta không? Cái này bây giờ em vẫn chưa có đủ tiền. Không phải cầu em trả tiền của bé ngốc à? Vậy là hẹn hò với anh một lần chúng ta hết nợ. Anh Trần, anh đang đùa sao? Anh nghiêm túc. Hẹn hò cùng anh đi. Đinh đinh. Dân. Anh Trần à, đôi này sao ạ? Rất đẹp, rất thích hợp với em. Tiếp theo em muốn đi đâu? Anh đi với em. Anh Trần à, hãy đi cùng em tới một chỗ cuối cùng. Tập 82. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vẫn luôn giúp em. Anh còn chưa làm gì mà. Nếu không có anh, nói không chừng thì em đã... Em lên rồi sao? Anh đưa áo khoác cho em nha. Không phải, em ép sơ đồ cao. Hả? Vậy sao còn ngồi cái này? Thì ở trước mặt anh Trần em vẫn luôn dựa vào anh. Như em muốn đưa anh nhìn thấy, em cũng có thể có dũng khí. Là một số chuyện trước đây mà em không dám làm. Anh Trần, em thích anh. Ý? Cảm ơn em. Đình đình. Cảm ơn em. Anh Trần à, cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của em, rất vui. Là anh cảm ơn em mới đúng, anh cũng rất vui. Anh Trần à, em biết anh chỉ có em là em gái đúng không? Đoán đúng rồi chứ gì. Thật ra em cũng cảm nhận được trong lòng anh đã có người khác rồi, cho nên hôm nay em đã rất thỏa mãn rồi. Em về trước đây anh Trần. Đây cũng là lần đầu hẹn hò của mình. Làm tốt lắm, hôm nay xong hai người rồi. Còn hai người nữa không thuận lợi như vậy đâu. Vì sao vậy? Có phải cố lên đó, chúng ta đang rất gấp. Sợ dào dào. Tới rồi đây. Mau nghe đi. Trần Hạo Thiền chỉ tới tức giận rồi đó. Anh còn đang ở cái chung quái quỷ nào gì hả? Cô ấy tức giận, tôi có thể làm được gì chứ? Lập tức qua đây, địa chỉ tôi đã gửi cho anh rồi đó. Muộn như vậy rồi. Để rồi lát nữa gặp. Chị à, chị thật sự đẩy em gái vào hố lửa rồi đó.
chúng ta phải xác nhận xem lời kia là thật hay giả. Nếu cô ấy nói thật, lấy nào tôi sửa phải? Nếu thật thì tôi lúc đó lại nói đi, phiền chết đi được. Chị à, chị thật sự đẩy em gái vào hố lửa rồi đó nha. Tuy mình cũng có chút thích tình kia. À tới đây, sao lại gọi tôi tới vào giờ này? Nghĩ thông rồi à? Tôi và chị vẫn đang nghi ngờ các người, nhưng tôi muốn kiểm tra một chút xem các người nói thật hay giả. Kiểm tra thế nào? Tôi sẽ ngủ cùng anh 3 ngày. Nếu thực sự là vì cứu người, chỉ đơn thuần là nằm ngủ thôi, thì tôi sẽ tin anh. Vậy đã tin rồi sao? Nếu mục tiêu cuối cùng của tôi là chị cô thì sao? Sẽ không đâu. Với sức quyến rũ của tôi, không ai kháng cự được. Được, vậy chúng ta cứ thử xem. Khách sạn 5 sao, ui cũng quá xiên rồi đó. Cô gái này không bình thường đâu, diễm phúc không ít đâu nhé Trần Hạo Thiên à. Anh mau cút, cho tôi ra đi. Ý nè, anh ngủ cũng không cởi đồ sao? À không phải, là sợ cô nói tôi là lưu manh sao? Hơn nữa cô cũng đâu có cơ sở đâu. Tên này thật sự không làm gì mình á. Ây da, cái đợt tên này ngủ thật rồi sao? Coi như anh hợp lệ. Còn 2 ngày như dự vận đấy. Xem thường tôi á, tôi phải cứu giải cứu thế giới đó nha. Nếu thật sự là như vậy thì tôi đúng là phải nhìn anh bằng con mắt khác đó. Cuối cùng mày cũng đi rồi, mày cũng nói tu luyện một chút đi. Quên cầm đồ theo rồi à? Trần Đi Ca, anh hãy cứu nhã lành xuất tỷ đi, sắp không kịp rồi. Cái gì? Tới nhìn đấy. Chị tỷ à, phối hợp đi cùng chúng ta. Thứ cho tôi khó nghe theo. À sao cậu tìm được chỗ này? Tôi để lại ký hiệu ở trên người của anh. Mà cái này không quan trọng. Họ đi bắt nhã lang chủ tỷ rồi, cậu không đi cứu tỷ ấy sợ là không kịp nữa. À cô ấy gọi điện cho tôi rồi nè. Lô không sao chứ? Con giúp đỡ không? À không cần, chiếc chuyện nhỏ này tôi ứng phó được. Đi làm việc cậu nên làm đi. Cô ấy rời khỏi môn quạt phái lâu như vậy, sao lợi hại như vậy được chứ? Alo, Nhã Lan. Ê dô, sư muội à, lâu rồi không gặp. Lôi Âm, em gái tôi đâu? Bà chị, alo. Yên tâm đi, cô ấy rất tốt, nhưng đã không còn tác dụng với tôi nữa. Người Lôi Âm, dạ, ta thà chết cũng không để cho người tội nguyện đâu. Đừng có vui chết chưa. Chúng ta còn phải làm một số chuyện rất vui vẻ nữa. Sao rồi? Bị tắt rồi. Nhã Lang bị bắt rồi. Anh Trần à, mau đi cứu chị ấy đi. Nhã Lang có tác dụng với Lôi Âm, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng đâu. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là tiến triển phía bên tôi. Nhã Qua, giúp tôi một chuyện đi. Chuyện gì? Cậu đi cầm chân Lôi Âm, đừng đỡ hắn tìm tôi. Làm sao mà cầm chân đây? Tự nghĩ đi. Muốn cứu Nhã Lang chỉ cách này thôi. Tập 83. Đêm nay ba tới nhà đó, ta ăn làm sớm về nhà đi. Nà đi.
Tối nay chắc không phải đã tới đó rồi chứ? Bà, con về rồi. À, Vũ Mộc bà, con về rồi à? Tan làm rồi à? Good evening. Bà, sao bà lại uống rượu rồi? Bà sĩ không cho bà uống mà. Bệnh của chú tôi đã chữa khỏi rồi. Anh nói gì? Sao? Sao có thể? Thật đó. Tiếu Trần đã dùng y thuật thần kỳ chữa khỏi cho bà. Trước mắt bác sĩ cũng khám rồi. Thật sự đã ổn rồi. Đây là kỳ tích. Còn không phải đang mờ chứ? Là thật, Vũ Mộc à. Bà không sao rồi? Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Trần Hạo Thiên, cảm ơn anh đã cứu bà tôi. Nhất định tôi sẽ báo đáp. Làm sao mà báo đáp đây? Chuyện trước đó anh nói. Vụ một, anh thích em. Những việc anh làm vì người khác không hề có ý gì, chỉ là vì có được sức mạnh. Nhưng em lại khác. Chuyện làm với em là anh thật lòng. Anh muốn sau này có cơ hội mới nói, nhưng bây giờ cấp bách, anh phải nói rõ với em. Anh thực sự rất thích em. Phải làm sao? Phải làm sao? Trần Hạo Thiên, vậy mà anh còn luôn trêu đùa em. À, chị nói anh trai rồi. Em không thích anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào em đã thích anh mất rồi. À, xin chào. Cậu là người báo cảnh sát hả? Vâng ạ. Cô hãy xem video này đi ạ. Tôi đảm bảo đây là sự thật. Đưa tôi xem một chút. Cái này, đây là thật sao? Tôi lập tức báo lên cấp trời ngay. Ây dồ, có đúng giờ thật đấy. Từ chỗ chị tôi quá. Nhìn đấy, cô ấy nói với cô rồi à? Sau này tôi là anh rể của cô rồi đó. Cho nên tôi càng không có gì phải lo lắng cả. Vốn cũng có thể yên tâm mà. Tôi chỉ đánh mất nhân phẩm khi kiếm tiền thôi. Tôi thấy anh là cô chấp thì có. Rõ ràng vẫn là tôi nói trước. Cô ghen thế à? Không phải. Vốn tôi cũng định chị ấy làm vợ lớn của tôi làm nhỏ. Cho nên đối với tôi mà nói bây giờ cũng không có gì thay đổi. Hả? Cô uống say rồi à? Tôi là anh rể của cô đó. Ây da, hôm nay là cái kịch hay để xem rồi. Trần Hạo Thiên, anh thực sự không có cảm giác gì với tôi sao? Giờ à, tôi chỉ coi cô là anh từng cứu tôi. Từ lúc đó tôi đã thích anh rồi. Rõ ràng là tôi tới trước, nhưng cuối cùng anh vẫn là cô chị. Bây giờ cũng vậy, rõ ràng là tôi lên giường với anh trước, nhưng vẫn muộn một bước. Giờ à, cô uống nhiều rồi. Tôi nghĩ tâm ý của cô, của chị cô có lẽ không biết. Nhưng tôi biết, tôi sớm đã biết chị ấy có ý với anh, cho nên mới càng không hiểu. Rõ ràng tôi có thể. À, hôm qua tôi uống nhiều quá, xin lỗi. Không sao, tôi không nhớ gì hết. Cứ vậy nhé, tôi ngủ một thêm một lát. Nhà làng, cô nên cảm thấy may mắn, có thể góp một phần sức lực để tôi trở thành thần. Đi chết đi. Tôi vẫn để chị em cô đoàn tụ rồi mới ân cần. Ra đây, không được động đậy. Tới không đúng lúc gì cả, phá tan hết cả bầu không khí rồi. Tất cả giơ tay lên bó hết sau gáy. Ồ, vậy sao? Mau chạy đi. Tới đi, để chúng ta hoàn thành sứ mệnh cuối cùng này. Trần Hạo Thiên, đây là đêm cuối,
Như vậy anh có thể thắng được cái tên khốn kia đúng không? Vẫn chưa được, vẫn còn cần chị cô nữa. Chị sẽ đồng ý thôi. Cô ấy nói với cô rồi sao? Không, tôi có thể cảm nhận được. Cái tên khốn này vừa đặt chân xuống là ngủ liền. Ý, tôi là một vong linh bên trong người cậu ta. Giờ có sợ rồi à? Bây giờ không gì dò được tôi nữa rồi. Chỉ là nghe thấy lời này vẫn rất vui. Hả? Đã được rồi. Giờ vào, cảm ơn cô. Câu này là tôi tự nói. Được rồi. Thì mau cút đi. Khi sau nhất định phải cho tôi đấy. Nếu không tôi giết chết anh. Đúng thật là ngưỡng mộ anh Trần Hào Thiền. Có thể bảo vệ được người mình thích. Cậu muốn tới bên cạnh nhiều yên chứ gì. Đại cục làm trọng. Hình như không có tăng nhiều như lần trước. Thôi bò đi. Đủ rồi. Dưới sự giúp đỡ của các cô, ta đã trở thành thần. Tiếp theo làm gì đây? Tất cả đều xong rồi. Con có Trần Hạo Thiền, con có hy vọng. Trần Hạo Thiền, tính với vật của thiền chính cùng kia sao? Chuyện tới nước này rồi mà hắn có thể làm được cái gì chưa? Hả? Tám mươi lăm. Đó là, xem ra vị thần nhà người không phải là độc nhất vô nhị trên đời này rồi. Là lùi âm sao? Xem ra hắn vẫn nhanh hơn ngươi một bước rồi. Chúng ta có thể cảm nhận được hắn, nhất định là hắn phát hiện ra người rồi. Đúng là đối thủ trời định. Alo lão chủ à, Gia Quang, ngài đã ở đâu vậy? Phía tôi có chuyện, ngài có thể tới đây được không? Tôi đã gửi video liên quan rồi đó. Đây là, tôi lập tức qua đó ngay. Lão chủ, anh Trần, vì mà tôi còn đang nghĩ video này là từ đâu thì rất là do cậu à. Em muốn kéo dài thời gian. Anh Gia Quang, được rồi, nói chuyện chính đi. Gia Quang à, người bên trong video chúng tôi không đối phó được. Cái gì? Các người phái người đi rồi sao? Bây giờ sao rồi? Vâng, cấp trên chỉ đạo cậu tổ xấu đi. Bây giờ họ đều hy sinh rồi. Lời âm đã hoàn thành xong tụ. Họ rõ ràng đi nhập mạng. Lời âm hoàn thành rồi. Sao anh biết? Có thể tôi có thể, tôi cũng không rõ. Có thể là vì nhã lạng làm rùng vàng để chúng tôi cảm nhận được đối phương. Vậy không phải có nghĩa là chúng ta đã bại lộ rồi sao? Không sai. Vậy nên phải nhanh chóng. Không ổn rồi. Mau xem tin tức mới. Lùi âm tới rồi sao? Trân Hạo Thiền, vậy tôi bắt đầu nổi nha. Hình như cậu cũng đang tiến hành một loại tu hành nào đó. Tôi cảm nhận được cậu càng ngày càng mạnh rồi. Tôi rất mong chờ cậu tới tìm tôi đó. À đúng rồi, nói cho cậu một bí mật trước nha. Sư phụ cậu nằm đó thì võ bị tôi đánh thất bại thảm hại, sau đó không lâu thì chết rồi. Đúng là phế vật. Hy vọng cậu có thể khá hơn chút. Kiên trì làm sao cho tôi vui một chút là được rồi. 5 phút tới trước mặt của tôi. Nếu không, người ở đây đều chết hết. Bây giờ bắt đầu đếm. Gia Quang làm sao đây? Liên lạc với quân đội nha. Vô dụng không kịp nữa. Chìm ra, tôi phải đi gặp hắn ta rồi. Nói vị trí cho tôi. Gia Quang, vị trí. Cảm ơn. Ngựa kiếm. Mấy người mau đi đi. Tân thủ giờ giật đấy. Trân Hạo Thiền, lùi ấm. Tinh cẩn bả nhà người.
Vừa nãy mình đã dùng toàn lực rồi, mà tính này sao lại còn sao? Rằng là thì à, bây giờ người vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Tiên cho trốn trước đi. Người trong nhà bên, người bên ngoài chết chắc rồi. Qua gặp mặt này họ kỳ lớn đấy. Hình như có chút khác trước đó. Ta rất hứng thú trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đang làm cái gì? Đón xem. Vì mặt tôi cầm cho hắn đi cứu nhiều việc, bỏ họ ra đi. Lão cho bà có những người bên trong và xung quanh tòa nhà di tán đi. Rõ. Nếu không đúng ra, vậy thì đích thần cảm nhận đi. Tôi đã đi trong Hà Tiên, đã tới xem thực lực của ngươi nào. Tìm thấy rồi, như vậy sư tỷ. Phía mà sư huynh, đại sư huynh, chúng ta làm sao đây? Các người rám nhát gan các người, chỉ biết thổ hiệp nghe theo lời của lời âm, căn bản đồ nói giáo chi vật. Ta từng là một tên nhát gan, bây giờ ta muốn bù đắp. Đi tìm Trần Hạo Thiền, cùng anh ta ngăn chặn lời âm. Các người tự lo cho mình đi. Trường Đại ca, em sống rồi. Đã rõ. Ngự kiếm phi hình. Muốn chạy à? Không có cửa đâu. Phi vũ độn thiên. Tiêu rồi. Tốc độ của hắn nhìn quá. Trường Đại ca. Trường Đại ca. Phi mật, người lại dám phản bội ta, to gan lắm phi mật. Tới nhất Trần Hạo Thiền phiền phức hơn mình nghĩ, mình còn nhiều sức mạnh hơn. Tình khôn đã đúng là nghìn cân treo sợi tóc mà. Cậu, bộ dạng này của tụi đừng nói là cho cô ấy vội. Trần Hạo Thiền, vụ một à, em sao vậy? Báo cáo gia quản, tôi nói ạ. Em nhìn thấy trên TV rồi, anh nói đều là thật. Đương nhiên rồi, anh chắc là chưa từng lừa dối em mà. Gặp quả là miên cưỡng bản thân rồi chứ gì, có bị thương không? Em yên tâm đi, không sao đâu. Chào chị dâu. Chị dâu, cái tiếng hô này phù hợp đi chứ. Cái tình ngọt này. Chúng ta đi. Hả, đi đâu? Phí lợi, đương nhiên là đi khách sạn rồi. Đi ngay và luôn. Phi mặt Trần Hạo Thiền, để sau khi tắt giá cường, lập tức sẽ đi xử lý các người. Hả? Đi là... đây là tòa yêu chú sư phụ để lại, cho dù đại sư huynh cũng không thoát được. Các người chán sống hết rồi sao? Chỉ còn qua đêm nay, Trần Hạo Thiền có thể đánh bại người. Một cuộc chiến 360 hiệp. Trần Hạo Thiền, năng lực thơ thế này của anh vẫn rất hữu dụng à. Những virus này tôi mượn đi nha. Gió. Cái gì? Các người có gì ngô không? Cùng lên đi. Sư phụ. Phi mật sư huynh, chúng ta đã từng lực rồi. Phi mạc sư huynh. Phi mạc. Tên nhóc người lại có gan tới à? Ừ?
Quá nhiên, các người cũng phản rồi. Ý gió, bắn trúng rồi. Con có phục binh nè. Tủ gì con tới hết đi. Ấy da. Nhã lan. Dạ. Cơ mềm vũ mục tu hành đã hoàn thành rồi. Bây giờ phải đi sao? Không thể để lùi âm hai người nữa. Đợi anh về chúng ta kết hôn đi. Trần Hào Thiên, Vũ Mộc à, anh yêu em, gả cho anh nhé. Được. Người anh Hổ Như Yên à, xin lỗi, anh không thực hiện được lời hứa. Anh Hổ, em cũng vậy. Sẽ không có ai tiệc cứu cô đâu. Một ma xuất hiện, đợi lâu rồi. Lôi âm hữu kỳ lịch Trương Hạo Thiên. Đánh cho thực đã đi. Kiếm vũ. Hả? Phích lịch huyền kinh. Đáng ghét. Đây là cái gì vậy? Hả? Trần Hạo Thiên đâu? Ông là ai? À, tôi là sư phụ của cậu ta. Có biết cậu ta đang ở đâu không? Mau đưa tôi đi. Ở chuyện này. Nè, có sao rồi? À, vết thương nhỏ hết không sao? Thế có thấy thì tình hình bây giờ sao rồi? Trần Hạo Thiên đã rơi vào hạ phong rồi. Alo Vũ Mộc à, mấy người ra đâu vậy? Sư phụ Trần Hạo Thiên nói là muốn gặp anh ấy. Sư phụ cô giáo quản. Tôi đi đón họ. Phi mật. Sư huynh à, vết thương của huynh không sao đâu, sao nhi à? Đây là lần cuối rồi. Lâm Vũ. Đáng ghét. Trần Hạo Thiên, tên nhóc thối này cơ bản rèn tốt rồi nhưng vẫn chưa linh hồi được kỹ xảo một phái. Bây giờ như vậy không thắng được đâu. Nếu những người rèn thuộc kỹ xảo cho anh ấy thì sao, thắng được không? Vậy thì thắng chắc rồi, nhưng mà bây giờ phải làm sao? Âm binh hiện thế. Thì ra là vậy, ta trở thành bóng của nó thì dễ rồi. Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên, nơi này là đất trồng thầy của sư phụ người, cũng là của người luôn. Lần này tiêu rồi. Nhọc còn đừng có bỏ cuộc. Dòng núi này là. Để hắn xem sự lợi hại của thiền chính công chúng ta đi.
Ồ, là lão già. Đi chết đi. Đại bảo kiếm. Cái gì? Dạ. Ừ. Cho hắn ăn đòn ulti ti. Được. Sao có thể? Ta lôi âm là thân. Trân Hạo Thiền, giáo hoàng tháng rồi. Dẫu một hồi nhà con thời gian ta không ở đây, xem ra con sống rất tốt hà. Có ý là vợ của con à? À đúng đó là già. Ngày tháng ông không ở đây, cuộc sống của tôi rất tốt đẹp đấy. Vậy thì tốt. Xem ra thời gian tới rồi. Lần này thật sự là phải tạm biệt rồi. Xin lỗi âm bình hiện thế chỉ dùng được một lần. À không sao cô gái à, có các cô ở bên thằng nhóc này thì ta yên tâm rồi. Vậy tạm biệt các vị. Bye bye nhóc con nha. À, tạm biệt sư phụ. Tất cả cảm ơn những gì người đã làm cho con. Thấm thoát một năm đã trôi qua. Sư tỷ, tí về rồi. Chị tới đưa thiệp mời giúp người kia. Cái tên kia thật sự đã kết hôn rồi, thật là không dám tin. Như sư tỷ vẫn khỏe chứ? À, nó không sao, lát nữa thì chị sẽ đi tìm nó. Mọi người sao rồi? Sẽ dừng lại vì vũ môn thuận lợi không? Ừ, cũng nhờ các tập đoàn vào một hỗ trợ. Nói như vậy thì vẫn là nhờ hào quang của tình kia. Vì thì tốt, mà hai đứa bận về chị đi trước. Anh Hồ à, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Chị biết ngày là em ở đây mà. Chị tới đưa thiệp mời của tình kia. Hắn nói em phải tạm gia. Em biết rồi. Hồ Tự à, chúng tôi đều sống rất tốt. Tin đó cũng sắp kết hôn rồi. Mộ ái phụ hổ cả, cậu yên nghỉ nhé. Trần Hạo Thiên, ngày mai là hôn lễ rồi đó, anh căng thẳng không? Đùa à, anh có gì mà chưa gặp qua chứ? Ăn nổi lẻo mép à? À, anh sai rồi, có một chút. Dù sao là kết hôn với người anh yêu nhất mà. Cảm ơn anh đã thực hiện lời hứa. Nếu không thì sao chứ? Anh dạy cậu thế giới là vì em mà. Có chuyện này anh thực sự không nghĩ ra. Chuyện gì? Lâm Vô Mục à? Em, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị lại đi kết hôn với lão công của công ty mình. Đời người mà, rất nhiều chuyện không ngờ tới. Anh xin máy với em chứ? Anh lao công. Anh đồng ý. À thực ra anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp em, anh đã yêu em mất rồi. Tôi tuyên bố từ hôm nay Trần Tống sẽ trở thành phó tổng tài của chủ tịch à, là của công ty Vũ Mục. Chúc mừng Trần Tống. Thế giới thì tôi cũng đã giải cứu rồi. Mở công ty càng không làm khó được tôi. Muốn nói sao? Thì vì tôi chính là siêu cấp thiên tài cuồng thiếu Trần Hạo Thiên. Tập 91 cũng là tập cuối thì phải. Chỉ cần thấy cái kết cục thế này chắc là tập cuối rồi. Anh em nhỉ? Rất là có hậu viên mãn lắm.